Nhưng mà bây giờ em thấy là nhiều người họ 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 nhờ ở ngoài họ làm cho nó lẹ, anh làm cái gì nó thấy nó cực quá vậy anh? Đúng, cái này thì thật sự nó hơi cực, nhưng mà cái bột nó ra chất lượng nó ngon hơn. Dạ. Nó đúng ý của mình, nó sệt. Bột lúc nào nó cũng tươi hết. Dạ. Chiên nó giòn bánh hơn. Dạ. À. Bậy bạ, đang nghiên cứu đường, chỉ đường cho cả nhà. Rồi, hai xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh khọt. Mà bánh khọt ở địa điểm này sẽ có một cái rất là đặc biệt để chia sẻ cả nhà. Thì hiện tại là Phú đang đứng ngay chợ Bùi Phát. Địa chỉ ngày hôm nay để thưởng thức là hẻm 453 Suite 111 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3. Thì Phú đã quay rất kỹ từ ở ngoài đằng đầu rồi. Cả nhà cứ tới hẻm 453 mình quẹo vô, rồi mình quẹo phải, mình đi tới gần thấy cái chợ, quẹo trái rồi quẹo phải là tới cái địa chỉ này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cái món bánh khọt, là bột ở đây là bột bằng cối đá xay luôn. Xay bằng cối đá. Rất là lạ. Thì như thế nào thì chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu, chia sẻ cho cả nhà nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Bánh khọt chính gốc Vũng Tàu luôn á cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì chị mới vừa làm xong một mẻ bánh rồi. Chắc là bây giờ em xin phép hỏi chị em gọi chị là tên gì vậy? Tên Mai. Dạ chị Mai. Chị Mai ở đây là coi như mình bán là lâu chưa chị Mai? Em bán trước bán được 2 năm, xong rồi em sinh bé thì em nghỉ rồi chị mới bán lại. À dạ. Hiện tại giờ chị bán lại là mấy giờ là chị bắt đầu chị bán? 11 giờ trưa là em bán tới 9 giờ tối. 11 giờ trưa là chị bán rồi. À tới 9 giờ tối. Nhưng mà thằng này ngủ 3 giờ, không thể nào được. Rồi bây giờ là chắc là nhờ em coi cái bảng giá là hiện tại là đang bán đúng không? Dạ đúng. À. Rồi, thì đây là cái bảng menu bánh khọt cối đá chính gốc Vũng Tàu. Đây, giá coi như là menu này là đúng luôn đúng không chị? Dạ. Dạ, bánh khọt trứng 4.000 một cái, tôm và thanh cua 5.000 một cái. Giá phần khọt trứng là 28.000 một phần, tôm thanh cua là 35.000 một phần. Có bánh khọt mực nữa. Mực thì em bảo là không. À, hiện tại là không có mực nha cả nhà. Em thấy là một phần 28 với một phần 35 như vậy là một phần là bao nhiêu cái chị? Một phần là 7 cái. 7 cái. À rồi, thì bây giờ chắc là mời cả nhà chúng ta xem các nguyên liệu ha. Cái đó là các nguyên liệu đúng không chị? Đây, đây là trứng cút. Thanh cua. Đây chỉ đơn giản vậy thôi. Tôm. Thì ra tôm hồi nãy là nói chung là có bán khách nào chị mới đem ra hay sao? Dạ đúng rồi, khi nào mà có khách mua loại nào thì mới mang ra loại đó. À, tại vì hồi nãy cả nhà là tôm họ chị không có để ngoài đây, chị để trong ngăn mát để giữ cái độ tươi của tôm. À, còn đây là cái bột gạo nè, giờ chị múc cho em coi xem nha. À. Bột này cũng vậy, khi nào mà em bán thì mới mang ra thôi, tại vì bột để ở ngoài, tại vì bột của em nó có nước cốt dừa. Dạ. Nên là để ở ngoài nó sẽ bị chua. À, bột này là coi như là xay hoàn toàn là từ cái cối đá xay dạ, luôn. Đúng rồi.
Wow. Nhưng mà đây mình bán tới đâu mình xay tới đó hay sao? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Nào mà mình bán tới đâu thì mình xay. Bán theo buổi đúng không? Mình giống như một buổi sáng mình xay rồi. À. Một ngày em xay tới 3 lần. Dạ, một ngày xay tới 3 lần. Rồi một lát em xay thử. Chịu gì xay cho em coi. Đây mình xem sơ trước. Đây là những cái mẻ bánh mà nãy chị mới đổ cho một vị khách nè. Lát hồi tới mình sẽ xem lại đổ như thế nào ha. Đó. Tôm là 5.000, thanh cua 5.000. Hết à, cái trứng cút nè, trứng cút đi 4.000. Rồi, nhìn nó đẹp. Còn đây là các nguyên liệu mà chúng ta thấy cái tôm cháy nè. Đây. Hành. Hành này khô ha chị? Mỡ hành nhưng mà các em nó ráo hơn đúng không chị? Để mình rắc lên thôi. Đậu đủ. Nước mắm. Mình xem hết luôn. Xem hết vậy em xem hết luôn nha. Đó, nước mắm nè. Cái này màu đen nên không thấy được cái độ trong của nước mắm. Rau. Hết luôn. Rau diếp cá. Salad, cà phê xanh. Tươi xanh. Rồi, chắc là bây giờ nhờ coi xem cái cối đá xay là như thế nào mình trò chuyện về cái đó. Đây cả nhà. Bột xay bằng cối đá xưa. Đây. Bũ bói của anh chị đây. À. Đó, bây giờ là chắc là nhờ anh xay, nhưng mà chắc là nhờ anh giới thiệu chút cái này là gạo là mình có phải làm như thế nào không anh? Gạo này thì em phải ngâm qua đêm. Ngâm qua một đêm nó mới mềm thì dạ. Xay nó mới thành bột được. Dạ. À, rồi, bây giờ mình bỏ vô là xay thôi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Xay nhưng mà cái cối này cũng khó xay lắm, phải biết cách xay thì mình mới xay nó ra bột được. Dạ. Rồi. Dạ, rồi, anh làm cho em coi với. Dạ làm nha. Dạ. Mỗi ngày là anh phải xay bao nhiêu cái thau này? Mỗi ngày xay chừng 4 kg gạo. 4 kg gạo. Ừ. Wow. Xay quen thì xay cỡ chừng 2 tiếng. Dạ. Ừ. Rồi. Mình xay ngược theo chiều kim đồng hồ. Xay ngược chiều kim đồng hồ. Ừ. Wow. Nhưng mà bây giờ em thấy là nhiều người họ nhờ ở ngoài họ làm cho nó lẹ, anh làm như vậy nó thấy nó cực quá vậy anh? Đúng, cái này thì thật sự nó hơi cực, nhưng mà cái bột nó ra chất lượng nó ngon hơn. Dạ. Nó đúng ý của mình, nó sệt bột lúc nào nó cũng tươi hết. Dạ. Chiên nó giòn vảnh hơn. Dạ. Dạ. Wow. Em thấy là chính gốc Vũng Tàu, tức là anh là ở Vũng Tàu hay sao anh? À, cái chị sư phụ chị cho anh cái món này là ở Vũng Tàu, chị ấy mở một tiệm bánh khọt ngoài. Wow. Vũng Tàu. À. À. Ồ, thì coi như là anh được truyền nghề lại. À. Ồ, cứ xoay vào là coi như là xong rồi đúng không anh? Ừ. Xoay vào chiều kim hồ. Ừ. Cái cối này là anh cũng được truyền hay sao? Cái cối này thì anh mua ở tỉnh. Mua. Anh mua ở Vĩnh Long An. À. Cối này mắc không anh? À, hồi đó anh mua là 1 triệu. À, có đá luôn chị. Bây giờ cũng ít người bán lắm. Dạ. Phải tìm mãi, hỏi mãi người quen mới mua được. Ôi. Đây, gạo. À, tức là chỉ là ngâm với nước qua đêm á. Đúng rồi. À. Rồi, bỏ vô. Bao nhiêu muỗng thì thí dụ như để 10 cái bánh thì là được bao nhiêu muỗng gạo anh? Cỡ chừng 3 chừng 3 muỗng gạo. 3 muỗng gạo. Mình pha thêm nước nữa thì được 10 cái bánh. À, là sau khi cái nước này ra rồi mình anh pha thêm nữa. Pha mình, anh còn pha thêm một số thứ nữa. Ừ. Ồ. Oh. Em xay thử được không? Ngược chiều kim đồng hồ nha. Ngược chiều, ơ giờ theo thứ hướng em là ngược, cũng ngược. Là ngược chiều kim đồng hồ, hướng em. Wow. Wow. Nặng lắm cả nhà ơi. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hoài những vòng quay. Wow. Bỏ vô, cái này chắc khỏi, anh khỏi còn đi tập tạ ha. Quay này kia cũng mệt rồi. Hiện tại thì anh chị bán có nghỉ ngày nào không? Không, anh không nghỉ ngày nào, do bán tại nhà. Dạ. Wow. Thế này anh chị có dự định là mướn nhân viên về xây này không hay là có, anh có đang mướn một nhân viên nào.
có sức khỏe để xay bột. Ồ, rồi. Ủa xay cái này nó cũng là nó nát hết luôn á cả nhà. À, vậy là cái cối đá này nó nặng, nó đè xuống, mình chỉ cần xay một khoát thôi. Nặng không? Mày một chút xíu là mỗi tay rồi vậy mà anh xay mỗi một lần là anh xay mất bao nhiêu tiếng? 2-3 tiếng. 2-3 tiếng cho một buổi. Một ngày anh xay 4 lần. Không, một ngày anh cũng xay chừng là 2 lần. 2-3 lần. Ở nè, nước nó nhiễm nè. Rồi có quay không? Không, bây nãy giờ rồi nè. Không, mà nãy công nhận nhìn cái bánh, cái ngoài cái màn nó đẹp lắm cả nhà. Ok, rồi, ok. Cối đá tự xay. Giờ chắc là nhờ chị làm mình quay cái cảnh chị mấy. Rồi em cảm ơn anh. Ok, bây giờ trước khi order thì em có một vấn đề là để cần giải tỏa thắc mắc cho cả nhà. Thì em thấy là có dạng là 35.000 một phần. Ví dụ mà cái giá đó em muốn ăn 3 loại nhân luôn được không chị? À, vẫn là 7 cái. À, có phần đặc biệt thì mình sẽ bao nhiêu tiền chị? 50.000. Rồi, lấy cho em cái phần đặc biệt 50.000. À, như vậy là cả nhà ăn phần 35 vẫn ăn được đầy đủ 3 loại nhân nha cả nhà. Đây, chúng ta coi đổ dầu. Chị đổ dầu xong rồi chị mới đổ bột. Nhìn hấp dẫn lắm cả nhà, hồi nãy Phú nhìn. À. Rồi. Đang tán dầu ra cho đều. Đó. Cái này là bột gạo đã được sau khi xông ra rồi là đã được nêm nếm rồi đó cả nhà. Có pha thêm một số gia vị và để trong cái nước này nhìn nó sánh sánh. Rồi, bây giờ chị rót vô nè. Cái này hồi trước anh nhà học bao lâu chị? Dạ. Anh nhà hồi trước học bao lâu để xong cái này, cái nghề này? Học cũng khoảng nửa năm. Nửa năm. Wow. Không dễ đâu. Tới ăn xong rồi cứ tới thường xuyên xong rồi nói chuyện làm thân người ta. À, tức là anh cũng đam mê về cái món này, anh muốn học. Có đam mê không? Có, mốt đi qua học anh. Mốt mình cũng qua ăn rồi mình làm thân với anh hỏi. Học xay trước à, phải học xay nữa hả chị? Chị cho nó xay khoảng 3 năm rồi chị. Em tưởng cứ bỏ vô xay thôi chứ không, sao? Cũng phải học. Xay không được á. À. Tại vì xay mà nó cứ gạo sống rồi, nó hột không à. À. Xay mà không đúng là bị xuống gạo sống. Wow. Nó vẫn còn hột. Nó không cái nước đúng không chị? Dạ. Đây, thanh cua. 5.000, tôm là 5.000 luôn. Thì như cả nhà cũng thường thấy thì cái bánh khọt Vũng Tàu nó sẽ khác với bánh khọt miền Tây nha cả nhà. Bánh khọt miền Tây thì nó sẽ có cái màu vàng, còn bánh khọt Vũng Tàu thì là từ bột gạo nên chỉ có màu trắng vậy thôi. Ôi. Vừa bảo chuẩn bị vô nữa, cả nhà coi đồ chiên xong rồi. Ai ở gần đây thì ghé qua thử nha. Cối đá xay, ai chưa ăn thử bao giờ, bây giờ nào bữa nào Phú ăn thử trước nè. Rồi mình không đổ hết thì chừa 2 lỗ hả chị? À dạ. Này là coi như là đánh thức mọi giác quan ở nhà, vừa có thị giác nè, thính giác nè, chỉ có khứu giác là không thử thế thôi. Khứu giác thì Phú đang thử rồi. Thơm lắm. Ồ, để ý thì con tôm mình như là chị làm hết luôn tôm đúng không chị? Dạ đúng rồi, em bóc vỏ hết. Mình lấy chị luôn không chị? Không, chị em. À dạ.
Dâu bánh chín rồi cả nhà ơi. U. Đó. Thanh cua. Rồi trứng cút. Và rồi cái cuối cùng để giữa luôn chị, để giữa luôn đó. Rồi bây giờ là rắc tôm cháy nè cả nhà, em phụ chị một tay. Rồi cái này chắc đâu rắc nhiều được đâu đúng không chị? Dạ rắc nhiều nó mặn. Tôm này là có chỉ có nêm gia vị gì không hay chỉ là tôm thôi? Cái này là tôm khô. Tôm khô cháy ờ dạ xay ra thôi đúng không? Dạ thì đúng chính gốc mà Vũng Tàu thì cả nhà thì bánh chỉ có tôm thôi. Thì nói chung là vô Sài Gòn thì có nhiều người thích ăn topping hơn thì chị bán thêm gọi là thanh cua nè, cái trứng cút nè. Nếu ai đi ăn Vũng Tàu thường chúng ta chỉ ăn với tôm thôi. Đây. À chị để riêng như vậy luôn hả chị? Xong. Đại tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Đôi quá cái mặt khổ. Ăn mặt khổ này cũng có lý do. Cái sư phụ gì thì thích. Rồi thì bây giờ là quán bánh khọt cối đá chính gốc Vũng Tàu này bán từ 11 giờ trưa cho tới 9 giờ tối, không có nghỉ ngày nào hết. Và mình nghĩ là chắc nhiều người trong kênh cũng ám ảnh với cái từ núp hẻm phải không? Nhưng mà thật sự là giờ quán lại núp ở trong hẻm nữa rồi. Sầu lắm nha. Nhưng mà cái cảm giác mà mình đi kiếm những cái món ăn ở trong hẻm vậy đã rất là thú vị. Khi mà phát hiện ra được một cái địa điểm lạ mà hay vậy. Ngon lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh khọt cối đá. Đá đèn. Hình như là trong lớp mà trong clip mình thì cũng đã quay nhiều clip bánh khọt rồi, nhưng mà chưa có lý giải là tại cái tên bánh khọt từ đâu mà ra. Thì nó có hai cách lý giải về cái tên bánh khọt. Thứ nhất chính là cái lúc mà người ta dùng cái muỗng, người ta vớt cái bánh này lên, như nãy cả nhà thấy á, đụng xuống cái khuôn á thì nó kêu khọt 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 á, thì người ta gọi là bánh khọt. Đó là cách lý giải đầu tiên. Còn cái cách lý giải mà theo mà được biết và người ta truyền miệng á thì là do hồi xưa á, dân chúng ta là không có đủ điều kiện để ăn những cái cao lương mỹ vị, thì họ ăn bằng những cái bột mà không có thịt thà, chỉ là ăn bột bánh thôi. Thì lúc đó cái món bánh này có tên là khột, nhưng mà thực ra là nó từ cái từ của từ cổ á, là cái từ khổ á, đó, nghèo khổ á, thì kêu thành khột, rồi kêu dần chi dần già riết rồi tự nhiên cái thành chữ khọt. Bánh lý giải vậy đó. Rồi đây cả nhà nhìn kỹ lại ha, những chiếc bánh nhìn rất là ngon, từ bột gạo xay bằng cối đá, nhìn giống như một cái chiếc bánh phồng tôm vậy đó cả nhà. Đó, cái phần cái phần vỏ bánh nè, đế bánh nè, nhìn hình dáng nó nè. Đó bây giờ mình ăn không đi, mình nếm nước mắm chứ đi, mình nếm nước mắm trước nha. Đây nước mắm có màu vàng nhạt như vậy. Nước mắm nó đậm vị và nó cái nó sẽ có cái tỷ lệ mà mùi mắm á, nó thơm, nhưng mà cái hậu á, nó sẽ có vị nước mắm mặn mặn, chung là rất là đậm. Bây giờ mình bỏ ớt vô nha, nó đậm mùi mắm nhưng mà nó không có bị phải bị dính mà sẽ bị hôi mùi mắm á cả nhà, nên là mùi thơm. Đỏ 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 lên là đẹp liền. Nghe mùi rồi đó. Nghe mùi đúng không? Nghe mùi cay rồi đó. Giờ Phú ăn không chứ đi. Mình sẽ ăn không, không chấm nha, để cảm nhận cái bột. Không này là cái gì vậy? Cái là thanh cua. Rồi. Rồi. Giòn dữ. Giòn. Giòn lắm cả nhà. Và cái lớp bột ở này nè, cái phần đế á, nó sẽ dịu dịu. Ăn không gì với thanh cua có cái vị á cả nhà. Tại vì cái vị thanh cua nó hòa quyện với bánh á. Cũng ăn không thì cũng ngon.
Rút từ bây giờ chúng ta sẽ kiểm nghiệm một chút xíu này, chứ là bánh cũng ráo dầu lắm, không có bị dính nhiều dầu. Ngâm nước mắm nữa à, chưa có ăn rau gì hết. Cuốn rau nữa đã lắm. Tôm nha. Rồi rau, đây rau xanh tươi luôn nha cả nhà. Và đặc biệt là cả nhà ăn rau thoải mái, ai mà đạo rau thì cứ ăn đi rồi nấu quán xà lách. Nói chung là cái bánh này nè cả nhà, bột gạo này nè, ăn cảm giác cái gạo nó mới á, ăn nó thơm thơm và nó béo béo nhẹ. Và cái vỏ bánh phần viền ngoài nó giòn lắm, giòn rụm luôn. Và cá nhân như nãy Phú nói á, cái bột phần bột ở đáy đế giữa nó dẻo dẻo, dẻo dẻo dạng như ăn trứng gà lòng trắng trứng vậy đó cả nhà. Lắm, cái mắm. Chết rồi, cái này sao ra. Từ. Mày ổn. Mày có ăn kiểu nó đã. Nhìn con tôm. Rồi tôm. À, nãy ăn có cái tôm cháy nữa, nó mặn mặn, cho nên ăn không cũng còn ngon. Đó, tôm này, nãy nhà thấy cái phần bánh không? Đó, bột bánh nó vẫn có cái bột dẻo dẻo nè. Rồi, đem dùm vô nha. Cho nên khi ăn chúng ta vẫn cảm nhận được. Đấy. Đó, bột dẻo lắm. Đó, cuộn rau chứ. Thôi ăn không nữa đi. Không, cái này không sao, không biết nữa, tùy giống như là mình bị giống như là cái ớt nó tùy chỗ hay sao, lúc ăn keo cay lắm, lúc ăn không thấy gì. Kỳ này ai ở gần quận 3 có lợi nha, có một địa điểm bánh cọt mới ngon. À, ăn tiếp chứ, ăn bánh cọt phải ăn với rau chứ, nãy giờ ăn không hết hai cái rồi. Lát. Mắm pha vừa phải. Xấu tay hay là dở tay hay là. Đó. Nếu mà cả nhà nào không thích gió giòn á thì có thể nói chị để chị làm nên nó sẽ đỡ hơn. Ăn á thì cả nhà lưu ý là nếu mà ăn không á thì nó cái phần viền này nè, giòn nè, nó sẽ còn hơi có chỗ nó bị hơi cứng một tí xíu. Không mà tại do răng Phú yếu chứ Phú thấy nó giòn á. Răng mình yếu cho nên mình nhai mình cảm thấy nó hơi cứng thôi, chứ ai mà răng khỏe thì vô tư. Chua ngọt rất là vừa phải. Mắm này hấp được luôn hay nè. Làm một cái. Ví dụ cái vậy. Nó là bệnh chứng minh á, nó là nó pha rất vừa phải, không có bị mặn hay là ngọt. Còn gì bằng nữa. Siêu giòn, bánh siêu giòn. Tôm tươi. Không biết cả nhà có nghe tiếng không?
Đó hả? Vô, xong rồi cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay đã giới thiệu được một địa điểm bánh khọt rất là thú vị cho cả nhà, là bánh khọt xay bột xay bằng cối đá luôn. Cho nên khi ăn cả nhà sẽ cảm nhận được cái bột này nó rất là mới. Nó giống như là không có pha cái gì nhiều. Tại vì đi nêm nếm công thức riêng thì cái đó mình đã không có hỏi được rồi. Đó, phần ngoài bánh nó giòn, cái lớp giữa nó dẻo dẻo cái bột. Và đặc biệt nữa là rau, nước mắm làm rất là vừa phải luôn, húp được luôn. Tôm thì như ở nhà làm, ở đây chị làm cũng khá là kỹ nữa rồi, mà tôm mình để trong ngăn mát bán mới đem ra, chứ không có để cho nó bị gió hay là những cái con nó bay làm cái tôm nó dở đi. Rồi thì địa chỉ để thưởng thức này là 453 xuyệt 111 Lê Văn Sĩ nha cả nhà. Cả nhà nếu mà không có rành đường đi thì cứ nhắn mình sẽ chỉ cho, còn không cứ theo cái Google Map ở dưới đó, với lại theo cái đoạn đầu mà lúc mà cú quay á, chạy rất là kỹ luôn, dễ lắm, tới 453 quẹo vô, quẹo trái rồi tới. Rồi chắc là bây giờ cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Hy vọng đây sẽ là một địa điểm bánh khọt lý tưởng. Cả nhà ai mà đến đây ăn thì nhớ để lại bình luận dưới nha. Năn nỉ cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.